Chào tất cả các bậc phụ huynh và các bạn nhỏ. Cô xin tự giới thiệu, cô là Đỗ Thị Phương Thúy, là giáo viên trường mẫu giáo Vàng Anh, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu đấy. Đồng hành với chúng ta ngày hôm nay còn có một bạn nhỏ. Tên là Phan Nhã Yên. Các con ơi, các con có biết không? Trong mùa dịch này, sức khỏe rất là quan trọng đấy. Chúng mình phải có sức khỏe thật tốt thì mới chiến thắng được dịch bệnh. Vì vậy, hôm nay cô Thúy mang đến cho lớp mình một món đồ chơi, vừa để chơi nhưng cũng vừa để tập thể dục đấy. Các con cùng xem đó là món đồ chơi gì nha. Đây, các bạn ơi, các bạn cùng nhìn xem cô có món đồ chơi gì đây. À, đó là một quả bóng đấy. Với quả bóng này, chúng mình có thể chơi được rất là nhiều trò chơi khác nhau này, như là ném bóng, đá bóng, lăn bóng này. Hôm nay, cô Thúy mời các bạn và các bậc phụ huynh cùng tham gia một vận động với cô Thúy. Đó là vận động ném bắt bóng với người đối diện. Nhưng trước tiên, cô cháu mình cùng khởi động cho thật khỏe mạnh đã nào. Chân xoay một vòng, cười lên, chúng mình làm lại nha. 1 2 3 nâng hai cánh tay với lấy ông mặt trời, hai bàn tay chạm vai rồi bê lắc lắc cây hồng, chân bê nâng thật cao, bước đều bước thật nhịp nhàng, rồi bê xoay một vòng cùng cười to lên nào. Ha các bé làm nhanh hơn nữa nha. Nâng hai cánh tay với lấy ông mặt trời, hai bàn tay chạm vai rồi bê lắc lắc cây hồng, chân bê nâng thật cao, bước đều bước thật nhịp nhàng, rồi bê xoay một vòng cùng cười to lên nào. Ha! Nâng hai cánh tay với lấy ông mặt trời, hai bàn tay chạm vai. Và bạn Nhã Uyên sẽ đứng cách xa nhau khoảng cách là 4 mét nè. Cô cầm bóng bằng hai tay, mắt cô nhìn thẳng về hướng bạn Nhã Uyên. Khi có hiệu lệnh ném thì cô sẽ ném bóng thẳng về hướng bạn Nhã Uyên. Bạn Nhã Uyên sẽ dùng hai tay bắt bóng và tiếp tục ném bóng thẳng về hướng cho cô Thúy. Chúng mình hãy chú ý bắt bóng và không để rơi bóng nhé.
Bây giờ cô và bạn Nhã Uyên sẽ đổi vị trí cho nhau. Khi cô và bạn Nhã Uyên ném và bắt được một quả bóng thì sẽ đếm là số 1. Các bạn hãy chơi cùng với ba mẹ và anh chị mình xem ném và bắt được bao nhiêu quả bóng nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Cô và bạn Nhã Uyên đã ném và bắt được 10 quả bóng đấy. Các bạn hãy chơi với ba mẹ anh chị mình xem ném và bắt được bao nhiêu nhé. Sau khi chơi ném và bắt bóng xong thì chúng mình hãy tập những động tác hồi tĩnh thật là nhẹ nhàng nhé. Bạn Nhã Uyên vừa tập vận động ném và bắt bóng với người đối diện đấy. Các bạn ở nhà hãy tập luyện vận động này với ông bà, cha mẹ hoặc là anh chị của mình nhé. Ngoài ra các bạn còn có thể tham khảo các bài tập dành cho lứa tuổi mầm non trên YouTube các bạn nhé. Các con ơi, trong mùa dịch này các con khi ở nhà hãy thường xuyên rèn luyện sức khỏe, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng. Và nhớ là đeo khẩu trang trước khi đi ra ngoài và tiếp xúc với người khác. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc là sát khuẩn tay các con nhé. Video của cô đến đây là hết rồi. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con vào những video lần sau.